Trong vũ trụ này, chúng ta thậm chí không bằng một hạt bụi, chúng ta nhỏ bé đến vậy. Mặc dù vậy, tạo hóa vẫn ưu ái ban tặng cho chúng ta bản chất của một cá thể, một bản chất riêng để chúng ta có thể trải nghiệm. Có vô số người đã sống trên hành tinh này trước khi bạn và tôi được sinh ra. Giờ họ đâu hết rồi, tất cả đều đã thành lớp đất mặt. Tất cả đều đã trở thành một phần của trái đất, phải không? Nếu bạn có thể trải nghiệm mọi thứ xung quanh mình như một phần của cơ thể mình, thì bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp vô cùng. Nếu không, dù thế nào thì một ngày nào đó, bạn cũng sẽ bị dòi ăn. Khi mọi người chôn cất chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta là một phần của trái đất. Bây giờ thì chúng ta quên nó. Đó là một bài học ít người nhận ra, nhưng ai rồi cũng sẽ đối diện cái chết và sự thối rữa vào một ngày nào đó, phải không? Vẻ đẹp của sự tồn tại này chính là rác rưởi đã trở thành bông hoa, phải không? Có phải không? Đó là sự bẩn thỉu đã trở thành bông hoa. Trong tâm trí bạn, rác rưởi là bẩn thỉu, hoa là sạch sẽ, nhưng trong sự tồn tại thì rác rưởi và hoa đều giống nhau, chúng không khác nhau, chúng chỉ là những cách tồn tại khác nhau. Với mũi của bạn, rác rưởi không tốt, nhưng nếu bạn là một con lợn, bạn sẽ thích rác rưởi, không có gì sai với điều đó. Chỉ là định kiến trong tâm trí và trí tuệ của chúng ta đã phá vỡ mọi thứ. Bây giờ, tôi không hứa hẹn bất kỳ điều kỳ diệu nào, tôi không đưa bạn đến thiên đường. Tôi chỉ nói với bạn rằng bạn là nguồn gốc của mọi vấn đề, chứ không phải ai khác. Hãy xem, mọi cuộc sống trên thế giới này đều cố gắng trở thành một cuộc sống trọn vẹn, cho dù đó là con sâu, côn trùng, chim, động vật hay cây cối, tất cả đều đang phấn đấu để trở nên chính thức. Chúng ta biết thế nào là con sâu chính thức, thế nào là côn trùng chính thức, nhưng chúng ta không biết thế nào là một con người chính thức, bởi vì bạn mãi không thấy đủ. Ngay cả khi tôi biến bạn thành vua hay nữ hoàng, thì ngày mai bạn vẫn sẽ nhìn lên các vì sao, bởi vì có một cái gì đó bên trong bạn luôn khao khát trở thành vô hạn.